Các bạn thân mến, cách đây không lâu, kênh truyền hình của nước bạn đã khiến cho người người xôn xao khi phát sóng đoạn phỏng vấn đại sứ Indonesia tại Việt Nam sau khi mà ông hoàn thành mấy năm công tác và trở về quê nhà. Và trong buổi phỏng vấn này, người dẫn chương trình đã nhận được câu trả lời vô cùng bất ngờ sau khi đặt ra câu hỏi hách não rằng: "Thưa ngài đại sứ, thế giới dự đoán là Việt Nam sẽ trở thành một cường quốc mới cho khu vực Đông Nam Á. Ngài có đồng ý với điều này không? Và làm thế nào mà Việt Nam có thể đạt được điều đó?" Vậy, rốt cuộc thì ngài đại sứ Indonesia đã nói gì về đất nước hình chữ S sau khi trở về quê nhà? Và liệu rằng Việt Nam có trở thành một cường quốc mới nổi như là những gì được dự đoán hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu trong video số hôm nay các bạn nhé. Trước khi đi vào nội dung chính, các bạn đừng quên ủng hộ kênh bằng cách like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo nhé. Vâng, đứng trước câu hỏi được đặt ra, đại sứ Indonesia từng công tác tại Việt Nam đã không cần đắn đo suy nghĩ mà trả lời rằng: "Tôi nghĩ rằng nếu họ cứ tiếp tục phát triển như hiện nay thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra nếu chúng ta nhìn vào các chỉ số tăng trưởng hiện có. Cụ thể hơn là, theo số liệu GDP của Việt Nam, nước này đã đạt được mức tăng trưởng dương trong thời điểm Covid-19, còn hầu hết các nước trong khu vực đều tăng trưởng âm. Thậm chí năm 2022, Việt Nam còn tăng trưởng lên tới 8% một năm và được dự đoán sẽ ở mức tăng trưởng 7% một năm trong năm 2024 này." Ngay sau khi những lời chia sẻ của đại sứ Indonesia được lan truyền rộng rãi, nó đã gây ra một cơn bão lớn trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng Indonesia đã tràn vào, để lại những bình luận như sau: "Vừa chấm dứt chiến tranh mà nay được dự đoán sẽ trở thành con hổ châu Á, Việt Nam đúng là không phải dạng vừa." Thành thật mà nói, nhìn vào Việt Nam bây giờ rất nổi bật. Điều làm tôi ấn tượng nhất ở Việt Nam là họ có thương hiệu xe hơi riêng do chính mình sản xuất. VinFast đã có mặt ở 3 quốc gia là Mỹ, Ấn Độ và Indonesia. Thật thông minh khi họ nhắm vào 3 quốc gia đông dân này. Thay vì lo lắng cho sự trỗi dậy của Việt Nam, chính phủ Indonesia nên có các chính sách thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, chứ không chỉ ngồi đó nói về lịch sử đã qua. Việt Nam tập trung đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực công nghệ cao, đó chính là điều Indonesia chưa làm được. Thậm chí, họ đã sẵn sàng đầu tư sản xuất chip nano, trong khi Indonesia vẫn chưa chú trọng mảng này. Nhu cầu chính của các nhà đầu tư là sự ổn định về chính trị và xã hội. So với Indonesia, Việt Nam không có nguy cơ xung đột, đặc biệt là xung đột tôn giáo. Thêm vào đó, văn hóa chính trị của Việt Nam rất khác so với Indonesia, nơi áp dụng nền dân chủ theo kiểu Mỹ. Tôi hoàn toàn đồng ý rằng họ rất nghiêm túc phát triển đất nước của mình, trong khi quan chức của chúng ta vẫn bận rộn với việc tham nhũng và làm giàu cho bản thân. Người dân chúng ta rất buồn lòng khi nhìn thấy điều này. Vâng, không khó để nhận thấy rằng hầu hết các bình luận của cư dân mạng Indonesia đều thể hiện sự tán đồng trước những gì mà ngài đại sứ của nước này phát biểu. Đây cũng là điều dễ hiểu khi Việt Nam hiện nay đang có tốc độ phát triển đáng kinh ngạc. Cả thế giới tin rằng trong tương lai tới, đất nước hình chữ S sẽ trở thành một siêu cường mới nổi, ít nhất là tại khu vực Đông Nam Á hiện giờ. Đi sâu vào chi tiết theo báo cáo kinh tế vĩ mô của DSL, các cực mới của tăng trưởng thương mại đang nổi lên, đáng chú ý nhất là khu vực Đông Nam Á. Và Nam Á mà nổi bật lên đó chính là Việt Nam. Nước được xếp hạng trong số 10 quốc gia có tốc độ phát triển hàng đầu về tốc độ tăng trưởng và số lượng tuyệt đối của tăng trưởng thương mại. Và đây là một kết quả hoàn toàn thuyết phục khi mà Việt Nam từ một nước nghèo đói, lạc hậu, sau chiến tranh đã từng bước lột xác để có được thành tựu như hiện giờ. Quay trở lại thời điểm năm 1985, xuất khẩu chiếm chưa đến 20% GDP của Việt Nam đã khiến đất nước hình chữ S bị xếp vào hàng những nước nghèo nhất thế giới với GDP bình quân đầu người chỉ khoảng 500 đô la theo giá đô la hiện nay. Thế nhưng, đến năm 2019 thì xuất khẩu đã tăng vọt lên 101% GDP và Việt Nam đã đạt mức GDP bình quân đầu người gần 3.000 đô la. Xuất khẩu của Việt Nam vượt xa GDP do đất nước tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, nhập khẩu đầu vào từ nước ngoài và xuất khẩu sản phẩm cuối cùng. Nhìn chung, vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu đã được phản ánh ở mức độ toàn cầu hóa rộng lớn của đất nước cùng với lĩnh vực thương mại và đầu tư trực tiếp từ nước ngoài được chú trọng. Minh chứng là Việt Nam đã liên tục nâng cấp cơ cấu xuất khẩu của mình theo thời gian và đang phát triển vị trí vững chắc trong lĩnh vực điện tử, ngay cả khi quốc gia tiếp tục là nhà xuất khẩu hàng dệt may lớn hàng đầu thị trường. Còn trong năm 2023 vừa qua, mặc dù kinh tế thế giới suy giảm khi đối mặt với nhiều thách thức như tổng cầu đi xuống, lạm phát tăng cao, chính sách tiền tệ bị thắt chặt, nợ công thế giới tăng kỷ lục với sự bất ổn địa chính trị diễn tiến trầm kha, nhưng nền kinh tế Việt Nam vẫn có xu hướng phục hồi mới ở mức tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước. Tất cả là nhờ vào sự can thiệp kịp thời của hệ thống chính trị, trong đó chính phủ, thủ tướng chính phủ đã chủ động, linh hoạt, quyết liệt.
sát sao chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đề xuất, triển khai giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Nhờ vậy mà Việt Nam vẫn đạt được kết quả khả quan như vừa rồi. Đáng lưu ý hơn là hiện nay, Việt Nam đã có thương hiệu ô tô riêng vươn tầm thế giới mang tên VinFast. Hãng xe thuần Việt rất được ưa chuộng tại các thị trường đông dân hiện giờ. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải biết rằng Việt Nam cũng đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức trong việc phát triển nền kinh tế. Nổi bật lên trong đó chính là bất ổn về địa chính trị, với nền kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, tổng cầu phục hồi yếu, lạm phát nhiều nước vẫn ở mức cao với chuỗi cung ứng thiếu ổn định đã ảnh hưởng đến kinh tế trong nước. Và mặc dù sản xuất công nghiệp có chuyển biến tích cực nhưng còn chậm, nó chưa tạo được sự bứt tốc mạnh mẽ so với cùng kỳ năm 2022 do sự sụt giảm đơn hàng, chi phí đầu vào tăng cao. Tình trạng thiếu thị trường xuất khẩu đã ảnh hưởng đến nhiều ngành sản xuất công nghiệp, đặc biệt ngành công nghiệp chế biến chế tạo. Thêm vào đó, hoạt động xuất nhập khẩu phục hồi chậm do nhu cầu thế giới giảm, chính sách tiền tệ thắt chặt, lạm phát ở mức cao cũng là vấn đề đáng quan ngại. Riêng thị trường bất động sản tiếp tục ảm đạm với dòng tiền luân chuyển hạn chế, đặc biệt là trong bối cảnh áp lực đáo hạn và trả nợ trái phiếu doanh nghiệp năm 2023 hiện đang nằm ở mức cao ngất ngưởng. Còn về thu hút đầu tư, kể cả khi ban hành luật đầu tư nước ngoài đến nay, Việt Nam đã thu hút gần 438,7 tỷ đô la vốn nước ngoài FDI. Theo đó, khu vực FDI đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, đồng thời nâng cao vị thế và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế. Tính riêng trong năm 2023, mặc dù tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giảm tốc khi chỉ đạt 5,05% GDP so với 8% GDP năm 2022, nhưng Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài với nguồn vốn FDI đổ vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt 23,5 tỷ đô la, chiếm 64,2% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 39,9% so với cùng kỳ. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp nội địa tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp lớn trên thế giới. Tiếp đến là ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 4,67 tỷ đô la, chiếm hơn 12,7% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 4,8% so với cùng kỳ. Và riêng các ngành sản xuất phân phối điện, tài chính ngân hàng xếp thứ 3 và thứ 4 với tổng vốn đăng ký lần lượt hơn 2,37 tỷ đô la và gần 1,56 tỷ đô la. Còn lại các ngành nghề khác. Lý do Việt Nam trở thành sự lựa chọn ưu tiên của các nhà đầu tư nước ngoài là vì đất nước hình chữ S không có bạo loạn, chiến tranh, không có xung đột sắc tộc và có chính sách thu hút đầu tư tốt. Và ngoài ra, các thủ tục hành chính tại Việt Nam được đơn giản hóa theo hướng có lợi nhất cho các doanh nghiệp FDI cũng là lý do hấp dẫn hàng đầu. Nhưng công bằng mà nói thì, thu hút đầu tư nước ngoài năm 2023 của Việt Nam chưa phát huy được hiệu quả cao. Vì các nhà đầu tư chưa mở rộng quy mô đầu tư vào các dự án đang hoạt động ở Việt Nam do những khó khăn chung của kinh tế thế giới và của cả cộng đồng doanh nghiệp. Vậy nên muốn giữ vững được đà tăng trưởng để trở thành siêu cường mới nổi, Việt Nam cần phải đề ra các chính sách tối ưu để ứng phó với những thách thức nêu trên, đồng thời phải nỗ lực thật nhiều để triển khai chính sách trên diện rộng theo hướng hiệu quả nhất. Các bạn thân mến, theo dữ liệu mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF năm 2023, quy mô GDP của khu vực Đông Nam Á nói chung theo giá hiện hành đạt khoảng 3,86 nghìn tỷ đô la. Trong đó, Indonesia dẫn đầu khu vực với quy mô GDP ước đạt khoảng 1,42 tỷ đô la. Xếp thứ hai là Thái Lan, với quy mô GDP năm 2023 được dự báo ở mức 512,19 tỷ đô la. Theo sau lần lượt là Singapore và Philippines với quy mô GDP theo giá hiện hành lần lượt là 497,35 tỷ đô la và 435,68 tỷ đô la. Đối với Việt Nam, IMF cho biết quy mô GDP của Việt Nam năm 2023 ước đạt hơn 433,3 tỷ đô la, xếp thứ 5 trong khu vực. Với mức dự báo này, quy mô kinh tế của Việt Nam năm 2023 sẽ xếp trên Malaysia 433,35 tỷ đô la, Myanmar 74,86 tỷ đô la, Campuchia 30,9 tỷ đô la, Brunei 15,1 tỷ đô la, Lào 14,2 tỷ đô la và Đông Timor 2 tỷ đô la. Xét trên toàn thế giới, dữ liệu của IMF cho hay quy mô GDP thế giới năm 2023 ước đạt khoảng 104,48 nghìn tỷ đô la. Trong đó, Hoa Kỳ là nền kinh tế lớn nhất thế giới với quy mô GDP năm 2023 ước đạt 26,95 nghìn tỷ đô la.
nền kinh tế lớn thứ hai là Trung Quốc, có quy mô GDP năm 2023 đạt 17,7 nghìn tỷ đô la. Theo sau lần lượt là Đức 4,43 nghìn tỷ đô la, Nhật Bản 4,23 nghìn tỷ đô la, Ấn Độ 3,73 nghìn tỷ đô la. Với quy mô GDP năm 2023 đạt hơn 430 tỷ đô la, Việt Nam hiện đang là nền kinh tế lớn thứ 35 trên thế giới. Chính vì lẽ đó mà, trong con mắt của nhiều người, Việt Nam vẫn là một nước nghèo nếu xét theo các chỉ số GDP của đất nước. Ấy thế nhưng, mới đây, trang tin Eurasia Review của EU đã khiến cho nhiều người phải bất ngờ khi nói rằng những cố gắng của Việt Nam không được ghi nhận đúng mức. Thật ra, chỉ số GDP không đánh giá đúng sức mạnh nền kinh tế đất nước. Có vẻ như Việt Nam chỉ đang giả nghèo mà thôi. Vậy cụ thể hơn, trang tin này đã nói gì về câu chuyện trên? Có đúng là Việt Nam không nghèo như người ta vẫn tưởng hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời trong video số hôm nay. Trước khi đi vào nội dung chính, các bạn đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo nhé. Vâng, trong bài viết Việt Nam từ một đất nước tàn phế đến một người khổng lồ kinh tế của châu Á, trang báo EU đã mang đến những thông tin bất ngờ sau đây. Sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng đã đưa Việt Nam từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới trở thành một trong những quốc gia có thu nhập trung bình. Năm 1985, GDP bình quân đầu người của Việt Nam là 230 đô la. Nhưng đến năm 2022, nó tăng lên 4.475 đô la. Kết quả này đã đưa Việt Nam đứng vào vị trí thứ 116 trên thế giới. Mặc dù nó vẫn là mức GDP thấp do dân số đông, nhưng sự tiến bộ ở đây là rất lớn, đặc biệt là khi tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam chỉ có 1,92% và 9,8% dân số sống dưới mức nghèo khổ trong năm 2022. Còn nếu như mà xét về tổng GDP danh nghĩa, thì GDP Việt Nam trong năm ngoái là 406 tỷ đô la Mỹ. GDP theo PPP bình quân đầu người ước tính khoảng 14.458 đô la. Cũng trong năm ngoái, nợ công của Việt Nam chỉ có 37% GDP và lạm phát chỉ có 3,2%. Và đây là dữ liệu tuyệt vời so với phần còn lại của thế giới. Đi sâu vào chi tiết, GDP bao gồm dịch vụ 51,3%, công nghiệp 33,3%, nông nghiệp 15,3%, 29% lực lượng lao động làm việc trong nông nghiệp, 33% trong công nghiệp và 37,8% trong các hoạt động dịch vụ. Trong đó, các sản phẩm nông nghiệp quan trọng nhất của Việt Nam là gạo, cà phê, chè, đậu nành, hạt điều, mía, chuối, đậu phộng. Về sản xuất công nghiệp, Việt Nam có sự tăng trưởng cao ở mức 7,8% vào năm ngoái. Việt Nam dẫn đầu ngành dệt may, điện tử và cả ngành chế biến thực phẩm, chế tạo máy móc, phụ tùng máy móc, công nghiệp thép, phân bón nhân tạo và công nghiệp thủy tinh, v.v. Năm ngoái, hàng hóa trị giá 371,5 tỷ đô la của Việt Nam đã được xuất khẩu. Song song đó, hàng hóa nhập khẩu và dịch vụ của Việt Nam có trị giá khoảng 360,5 tỷ đô la. Trong đó, các đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam chính là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu. Đáng lưu ý nữa là Việt Nam hiện là quốc gia có dân số trẻ với hơn một nửa dân số dưới 35 tuổi. Và đây là dấu hiệu cho thấy sự sôi động và sức sống của quốc gia. Chi tiết hơn, kể từ khi cuộc chiến tranh Việt Nam đẫm máu kết thúc vào năm 1975, đất nước có khoảng 50 triệu dân. Và hiện nay con số đó đã tăng lên gấp đôi. Nhờ vậy mà lực lượng lao động của Việt Nam hiện có khoảng 56 triệu người. Sự gia tăng dân số hấp dẫn với mức sống của người dân được nâng cao ở Việt Nam có thể được nhìn thấy trên đường phố của tất cả các thành phố lớn. Ví dụ như, khi một du khách đi bộ qua các con phố của thủ đô Hà Nội, anh ấy có thể cảm nhận được năng lượng tích cực và sự năng động ở mọi ngóc ngách của thành phố. Nơi đây thực sự sống động suốt 24 giờ một ngày cùng với những người trẻ tuổi đi xe tay ga trên phố, các lối đi chật kín những cửa hàng nhỏ và cửa hàng lưu niệm bán mọi thứ từ điện thoại thông minh đến đồ ăn, đồ uống và đạo cụ. Ngoài ra, trên các con phố lớn nhỏ của thành phố còn có đầy trẻ em và những người trẻ tuổi đi từ trường học hoặc trường đại học trở về nhà và ngược lại. Rõ ràng, thủ đô Hà Nội cũng giống như các khu vực khác của đất nước, cực kỳ trẻ trung và ngày càng đông đúc. Vậy nên, trang báo EU cho rằng những cố gắng của Việt Nam đã không được ghi nhận đúng mức. Các chỉ số GDP của Việt Nam không phản ánh hết sức mạnh của nền kinh tế quốc gia. Đất nước hình chữ S không hề nghèo khổ như nhiều người vẫn nghĩ. Vâng, đây quả thật là một nhận định không hề phi lý chút nào. Bởi vì các dữ liệu mà trang báo EU đưa ra đều hoàn toàn chính xác. Trước giai đoạn năm 2010, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng từ 6% đến 7% mỗi năm.
Kể từ thời điểm này trở về sau, GDP Việt Nam nói chung đã tăng trưởng ít nhất 5% mỗi năm và năm ngoái đã tăng lên 8%. Theo đó, Việt Nam đã trở thành trung tâm đầu tư nước ngoài và sản xuất nhà máy hàng đầu Đông Nam Á với các khu vực kinh tế chính Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Còn mới đây nhất, theo dữ liệu của Tổng cục Thống kê GSO cho thấy, trong quý 2 năm 2024, GDP của Việt Nam tăng 6,93% so với cùng kỳ năm ngoái. Hầu như tất cả các sản phẩm nổi tiếng toàn cầu đều được sản xuất tại Việt Nam, từ Nike, Adidas đến điện thoại thông minh Samsung. Hầu hết các thương hiệu lớn như Walmart, IKEA, Starbucks, McDonald's, Intel, Microsoft, LG Group đều hoạt động tại Việt Nam. Và nếu giữ vững đà tăng trưởng trên, nền kinh tế Việt Nam sẽ vươn mình trở thành nền kinh tế thứ 10 trên thế giới trong năm 2050, giống như những gì mà trang tin nhận định. Nhìn chung là có 3 yếu tố chính đóng góp vào sự gia tăng nhanh chóng của GDP, lĩnh vực sản xuất và đầu tư tại Việt Nam, trong đó bao gồm chính sách tự do hóa thương mại của đất nước đối với châu Á và phần còn lại của thế giới, sự cải cách kinh tế trong nước giúp hạ giá lao động và chính sách thúc đẩy đầu tư lớn thông qua đầu tư công vào vốn, con người và vật chất. Tuy nhiên, nhiều tổ chức quốc tế và các nhóm nghiên cứu kinh tế không nhìn vào những nỗ lực cũng như những thành tựu đáng kinh ngạc của Việt Nam, mà họ chỉ chăm chăm nhìn vào thứ hạng GDP của đất nước trong bảng xếp hạng được công bố mà thôi. Vậy nên, đã có rất nhiều nhận định kém chính xác về nền kinh tế Việt Nam và cả mức sống của người dân được đưa ra ở thời điểm hiện tại. Nhất là khi chúng ta nhìn vào bảng xếp hạng 20 quốc gia giàu nhất châu Á của trang tài chính Insider Monkey. Trong bảng xếp hạng này thì 3 vị trí đầu bảng thuộc về Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ. Riêng Việt Nam được xếp hạng thứ 16 trong tổng số 20 quốc gia. Để xác định các quốc gia giàu có nhất châu Á, trang Insider Monkey đã phân tích dữ liệu về sự giàu có toàn cầu của tập đoàn tài chính Credit Suisse tính đến hết năm 2021. Theo đó, trang tin uy tín nhận định rằng, mặc dù là một quốc gia đang phát triển với nền kinh tế có thu nhập trung bình thấp, nhưng Việt Nam đã có tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt trội, trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong thế kỷ 21. Việt Nam là thành viên của một số tổ chức quốc tế và liên chính phủ, bao gồm ASEAN, APEC, CPTPP, Phong trào không liên kết, OIF và WTO. Tổng tài sản của Việt Nam vào năm 2021 là 985 tỷ đô la. Điều này giúp cho Việt Nam trở thành một trong những quốc gia giàu có nhất châu Á. Còn nếu xét về mức sống của người dân, thì thu nhập bình quân đầu người cả nước giai đoạn 2012-2022 tăng hơn 2,3 lần so với giai đoạn trước. Và so với các quốc gia nghèo khổ ở châu Phi và châu Á khác, đây là con số rất đáng mơ ước khi mà nó giúp cho đời sống của người dân được cải thiện đáng kể. Nói cách khác, người dân Việt Nam hiện nay đã có được cuộc sống ấm no hạnh phúc và được thoải mái vui chơi, giải trí sau những ngày làm việc dài, chứ không phải cày bừa, bục mặt như là nhiều người dân trên thế giới khác. Nhưng mà điều quan trọng hơn là người dân Việt Nam còn được chăm sóc y tế tốt cùng với chế độ bảo hiểm ưu việt được chính phủ ban hành trên toàn quốc. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên biết rằng triển vọng tăng trưởng của Việt Nam đang phải đối mặt với một số rủi ro nhất định như sự phân mảnh kinh tế toàn cầu, sự rủi ro về tính ổn định tài chính ngày càng tăng cao, đặc biệt là những rủi ro liên quan đến lĩnh vực xây dựng. Chính vì vậy mà Việt Nam cần thắt chặt hơn nữa chính sách kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ trước diễn biến lạm phát. Đồng thời, Việt Nam cần tiếp tục thực hiện cải cách cơ cấu, thu hẹp khoảng cách giáo dục, khoảng cách cơ sở hạ tầng, cải thiện khả năng kết nối để thúc đẩy tiềm năng tăng trưởng của chính mình trong tương lai.